cây xanh này mini nha các bạn, nó có tí xíu nha. Cây này cây hôm bữa nè, tại nay không có cây nên mình lấy cây này ra mình đánh giá bạn xị, có anh em nào mua không. Bữa có anh kia vô trả được 3 xị, 3 xị cây này mà tại mình không có bán, lý do là không bán là do mình mua 300.000 rồi, mình bán 300.000 nữa là mình lỗ tiền ship với tiền thùng xốp. Cây này bán chơi giải trí thôi các bạn ơi, chứ không có lời. Như bán bơ nhưng mình giảm xị nữa là mình, nhưng mà tính ra bán cái này là lời có mấy chục ngàn các bạn. Cái này làm rất là có duyên, chốt cành là coi như gần bằng với cái thân đó, nó cân xứng với cái cây luôn này bạn, thấy không? Chốt cành mà cây mini mà cái cành cỡ ngón tay luôn nè, gần ngay chỗ này cỡ ngón tay gần bằng cái thân luôn, tỷ lệ nó cũng khá cân đối. Cái này nói chung chơi giải trí cũng khá đẹp. Cái này phải bó bầu lại, bó vô một cái túi sơ dừa lớn để giữ ẩm, để nhiều khi gửi tới mấy bạn nó bị khô khô cây chết queo là mất công lắm. Cái này gửi luôn chậu chậu hết mấy chục ngàn nữa. Cái mini nha bạn, cái này tí xíu, cái này trong clip cũ thôi, để mình để ngón tay nè. Anh em nào thích mua giải trí nhưng mà cái này mình thấy cũng khá là có duyên đẹp. Cái này cây xanh hạt, cái lá nó cũng nhỏ xíu à, hình hạt lá nhỏ hơn con tê út tôi nữa, lá nó dài dài nhỏ hơn con tê út tôi. Xanh nha bạn, xanh mini bán vị trí chơi các bạn ơi, cái này nói chung bán lời được mấy chục ngàn. Cái xanh nha bạn,